Siêu hổ Tiger Woods thoát chết sau vụ lật xe kinh hoàng. Tiger Woods đã phải nhập viện sau khi bị tai nạn xe hơi kinh hoàng ở Central Palos Verdes, Los Angeles, Mỹ. May mắn là anh chỉ bị đa chấn thương ở chân. Sở cảnh sát quận LA đã xác nhận vụ va chạm giao thông vào khoảng 7 giờ 12 phút sáng vào ngày 23 tháng 2. Chiếc xe Genesis GV80 do Tiger Woods điều khiển đang di chuyển theo hướng bắc trên đại lộ Houghton thì xảy ra va chạm. Nguyên nhân va chạm hoặc va chạm với phương tiện nào không được đề cập trong báo cáo, nhưng nhà chức trách Los Angeles nói rõ, chiếc xe đã lăn nhiều vòng suốt quãng đường hàng chục mét rồi lao qua kè chắn vào sườn đồi bên cạnh đường. Chiếc SUV sang trọng bị biến dạng khủng khiếp ở phần đầu cũng như đuôi xe. Lực lượng cứu hộ đã phải dùng máy khoan cắt phần khung xương xe bằng thép để giải thoát cho Tiger Woods qua cửa kính xe. Theo cảnh sát trưởng quận Los Angeles, Alex Villanueva, việc Tiger Woods thoát chết thực sự là một phép lạ. Có vẻ như Tiger Woods đã lái xe với tốc độ cao ở khu vực được cảnh báo từng xảy ra nhiều tai nạn. Trước khi lao qua kè chắn đường, chiếc xe đã tông vào các biển báo giao thông và quẹt ngang một thân cây to ven đường. Tiger Woods, 45 tuổi, đã đến California để tham gia một buổi ghi hình kéo dài 2 ngày với Golf TV sau khi làm người dẫn chương trình cho PGA Tour Genesis Invitational vào cuối tuần qua. Cùng với việc chủ trì giải đấu, Tiger Woods còn có chương trình thu hình buổi hướng dẫn golf cho các nhân vật tên tuổi của làng giải trí Mỹ như Jada Pinkett Smith, T.W. Jenkins, David Spade, các ngôi sao NFL Drew Brees, Justin Herbert. Trên mạng xã hội, vẫn còn xuất hiện hình ảnh Woods tươi cười với T.W. Jenkins và David Spade tại Rolling Hills Country Club hôm thứ Hai. Nhưng với việc vận động vẫn bị hạn chế vì chấn thương, anh đã không thực hiện động tác đánh bóng hoặc biểu diễn đánh ở bất kỳ lỗ nào. Cảnh quay liên quan đến việc Woods giảng dạy các bài học trong khóa học cho một số người nổi tiếng, nhưng anh chủ yếu hướng dẫn. Tinh thần của anh tốt vào thứ Hai, nhưng đã không đến sân cho ngày quay thứ Hai. Hôm Chủ nhật, Woods nói với CBS Gymnast rằng anh đang chờ kết quả chụp MRI sắp tới trước khi có thể tăng cường luyện tập để trở lại thi đấu. Nguyên nhân xảy ra tai nạn đang được điều tra làm rõ, nhưng cú lật xe kinh hoàng của Tiger Woods làm người ta nhớ lại. Anh này từng bị bắt vào năm 2017 do say xỉn khi lái xe và gây ra tai nạn ở bang Florida. Cựu tay golf số 1 thế giới đã phải nhận án 1 năm quản chế, nộp phạt 180.000 bảng và phải trải qua 50 giờ phục vụ công cộng cùng với các cuộc kiểm tra ma túy thường xuyên. Nổi lên như là tay golf vĩ đại nhất trong lịch sử, Tiger Woods đã trải qua những năm tháng vô cùng khó khăn khi bị buộc tội ngoại tình rồi sau đó ly hôn với cô vợ người mẫu Eileen Nogueron vào năm 2009. Khởi nghiệp từ năm 1996, Tiger Woods chỉ mất 1 năm để giành danh hiệu Major đầu tiên là The Masters. Cũng trong năm đó, Tiger Woods lên ngôi sao nhất trên bảng xếp hạng thế giới, bước nhảy vọt quá nhanh dành cho ngôi sao trẻ người Mỹ. Đến năm 1999, Woods giành Major thứ hai tại US PGA Championship để bắt đầu chuỗi 264 tuần liên tiếp đứng số 1 trên bảng xếp hạng thế giới. Golf thủ sinh năm 1975 tiếp tục giành thêm một loạt Major, khởi đầu là US Open năm 2000, sau đó là chiến thắng ở Open Championship, US PGA và Masters 2001. Với 4 danh hiệu lớn nhất của làng golf, Woods đã đi vào lịch sử như một siêu sao của môn thể thao này. Sau đó, trong cả sự nghiệp lừng lẫy của mình, golf thủ này đã liên tiếp đoạt các ngôi quán quân. Woods sở hữu những cú đánh rất dị biệt và có khả năng lập siêu phẩm. Năm 2018, Woods dễ dàng cán mốc hơn 800 triệu USD. Sau đó, dù không còn ở thời đỉnh cao, nhưng sức hút về thương hiệu vẫn giúp anh có rất nhiều tiền. Hàng loạt nhãn hiệu lớn tìm đến Woods, thậm chí dù phải chia tài sản với người vợ cũ tiêu tốn mất 110 triệu USD, nhưng Woods vẫn dư sức sống một cuộc sống xa hoa. Tạp chí Forbes từng tiết lộ, tính đến đầu năm 2009, thu nhập của tay golf người Mỹ đã đạt tới khoảng 900 triệu USD. Không lâu sau đó, Woods đã vượt qua cột mốc 1 tỷ USD. Woods cũng được biết đến là người có tấm lòng nhân ái. Anh là người làm từ thiện tích cực với quỹ từ thiện mang tên chính mình. Bởi vậy, những người hâm mộ, những người nổi tiếng trong giới golf đỉnh cao Mỹ và cả ngôi sao giải trí Mỹ đang cầu mong anh sớm bình phục và các thương hiệu lớn cũng hy vọng vào sự trở lại mạnh mẽ của siêu hổ.